quá phẫn nộ, Hồng Loan vừa mở shop mới đã bị tạt mắm tôm. Nhiều người cho rằng do đám phượng ve hãm hại. Mới đây, khi đang vui mừng với công việc làm ăn của mình, Hồng Loan thông báo mở shop mới ở Trường Sa, quận Phú Nhuận, chuyên kinh doanh mặt hàng thời trang, túi xách ví da. Trong ngày khai trương, có đông đảo anh chị em nghệ sĩ và người thân đến chúc mừng Hồng Loan và ủng hộ nhiều mặt hàng cho cô em út. Tuy nhiên, phía sau đó là một số người ganh ghét tỏ ra không vui, buông lời xỉa xói và nói xấu trên mạng xã hội. Chơi Hồng Loan là một đứa ngu ngốc, người ta bày sao thì làm vậy, chứ biết gì mà kinh doanh. Có cả một Facebook nạc danh tên là Hoa Nguyễn vào tận trang cá nhân của shop mới Hồng Loan, cho rằng Hồng Loan là đứa ăn cướp, cướp nhà cướp đất của gia đình người ta, ăn trên đầu trên cổ, tuyên bố rằng Hồng Phượng mới là người thông minh và đáng được thừa hưởng gia tài của cậu Nam Phủ Linh để lại. Mặc dù đã bị Hồng Loan chặn, nhưng người này liên tục tạo Facebook mới, tiếp tục và đậm chọt, đặc biệt chỉ dám giấu mặt chứ không dám tiết lộ danh tính. Nhiều người dùng mạng phẫn nộ với hành động tiểu nhân của Facebooker này. Sự việc chưa dừng lại khi tối ngày hôm qua, shop của Hồng Loan vừa đóng cửa thì bị hai thanh niên lạ mặt tạt mắm tôm. Một vài người đi đường vô tình phát hiện đã dừng lại để quay phim. Mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip tổng hợp hình ảnh của shop Hồng Loan mắm tôm và sơn lên cửa với dòng chữ: "Con rơi, hãy cút khỏi đây, nhường chỗ cho chị Phượng." Chủ nhân đoạn clip viết. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng và hầu hết ai cũng cho rằng lâm sâm gần đây mà Hồng Loan bị phe đối lập chơi xấu, nhưng chơi như vậy là tiểu nhân. Hành động này khiến nhiều người phẫn nộ. Có hình ảnh cho thấy cánh cửa bị tạt nước sơn đỏ, trong nhà lại dính đầy mắm tôm. Nhiều người cho rằng lúc đi qua thì mùi mắm tôm bốc lên rất khó chịu, rất khó để một, hai ngày mà dọn cho hết. Ngoài việc bị tạt chất bẩn, Hồng Loan thường xuyên bị người lạ gọi điện đe dọa, đòi tới dẹp tiệm. Hồng Loan khẳng định không hề quen biết những người này. Bản thân Loan cảm thấy không làm gì sai, không có lỗi với ai. Nhưng không biết sao lại có những người ghét mình đến vậy. Hiện sự việc được Hồng Loan trình báo lên cơ quan công an quận Phú Nhuận. Nhiều người đã trấn an tinh thần của Hồng Loan và hy vọng sớm tìm ra kẻ chủ mưu hãm hại.